Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh âm thanh của Doanh Audio. Trong video này em thanh lý cho các bác một cơm đi Yamaha dòng đời cao AX2200, ruột gan máy móc thì cực kỳ khủng luôn. Trọng lượng khoảng 15 kg. Với cái giá thành rất rẻ luôn, chỉ có 1.800.000 đồng em thanh lý. Thì âm ly này thì bình thường thì nó sẽ có một cái cổng quang ở đây, nhưng mà hiện tại thì lỗi cổng quang sẽ không hát, nó sẽ hát các cổng analog như thế này. Đấy, thì các bác phải cắm các cổng analog thôi. Đấy, cầu loa A và cầu loa B, và những cái loa phụ này thì nó sẽ không hát này. Loa phụ center này, các bác về nghe chủ mục đích là nghe gọi là âm ly hai kênh chế độ stereo thôi. Và đặc biệt đây sẽ có đường main, đường preamp cho thiết bị âm thanh khác, thì các cục đẩy ấy, thì các đường mạch âm sắc, bass check, volume nó sẽ ra đường main này. Đấy, âm ly Yamaha cũng điện 100V, công suất 260W. Đánh rất nhiều sò luôn, sẽ là khoảng 12 con sò than, nguồn khủng luôn. Đấy, đấy, công suất các thứ thì bao zin cho các bác, thì có cái phần rẻ mã này đang bị lỗi này, nó không hát này, và các loa phụ thì không hát nữa. Đấy, chỉ có nghe chế độ kênh stereo thôi. Âm ly Yamaha với kích thước 43,5, chiều ngang 43,5, chiều cao 17 và sâu 42. Hình thức thì mặt nó có chảy nhẹ một chút ở đây. Đấy, mặt là mặt nhôm màu vàng chanh. Đánh hai cầu loa BA cổng B. Đấy, chế độ tăng bass EX Tyson. Chỉnh bass check trực tiếp vào trên âm ly, volume tổng. Đấy, đây có chế độ tăng thêm bass đây. Về dòng này trở kháng ghép loa thì ở đây sẽ ghi trở kháng cầu A hoặc cầu B sẽ trở kháng 6 ohm trở lên, còn A cộng B sẽ là 12 ohm trở lên. Đấy, thì với cái tình trạng bị hai cái lỗi đó là các loa phụ không hát và lỗi cổng quang, thì âm ly này vẫn sử dụng như một cái âm ly hai kênh nghe nhạc hay. Đấy, không ảnh hưởng gì cả đến cái phần chuyện nghe nhạc analog cổng AV cái đâu. Đấy, các bác yên tâm với giá 1.800.000 đồng, giá này rất là rẻ với cái dòng Yamaha này rồi. Với cái dòng 2002 này thì ngoài thị trường họ bán toàn khoảng gần 3 triệu đến trên 3 triệu thôi. Đấy, em thanh lý giảm rất là nhiều, giá 1.800.000 đồng, cái giá này thì gần như là không có lời lãi gì nữa rồi. Đấy, 1.800 cho một cái âm ly Yamaha nghe nhạc hai kênh thì rất là phê. Đấy, rất dễ để ghép loa với cái dòng AX này. Đấy, chất âm của cái dòng Yamaha AX2200 này tính vào gọi là dạng âm đi hai kênh như thế này, gọi là bây giờ sử dụng hai kênh thì nhiều âm đi trên 3 triệu, dưới tầm 3-4 triệu chất âm chưa chắc đã bằng cái con Yamaha này đâu bác nhá. Đấy, chất âm rất là hay, nhiều bác rất thích sau săn những cái dòng AX này, AX8, AX10, AX1002 rồi 1004 rồi 1003 các kiểu, những dòng này rất dễ ghép loa. Đấy, công suất khủng 260W, các bác ghép thêm vang hát karaoke gia đình tuyệt vời luôn. Đấy, ở đây là cái nắp máy. Đấy, giá 1.800.000 bao ship, giá rất là rẻ rồi. Tiếp đến là một cái
đầu máy của hãng Kenwood với hình thức dạng chữ L. Và cái đầu máy Kenwood này thì các bác chủ yếu làm cái đường đầu giải mã này và làm âm ly. Đấy. Đây, cổng AUX và cổng Digital AUX, cổng giải mã quang, và nó sẽ xuất tín hiệu AV sang âm ly bên sang âm ly khác. Đấy, và giá thanh lý là 1 triệu đồng. Các chức năng khác như là CD các kiểu để đĩa nó quay nhưng mà nó không đọc đĩa. Đấy. Mà đây cũng vậy. Đấy. Đầu cái nút này sử dụng hai chức năng chính, đó là một làm đầu giải mã và làm âm ly. Với kích thước chiều ngang 23, cao 27 và sâu 30, giá thanh lý là 1 triệu đồng. Vẫn là hàng nội địa của Nhật. Sử dụng điện 100V. Đấy. Công suất 40W và hàng lắp ráp tại thị trường của Trung Quốc. Đây là cổng quang in từ Smart TV xuống. Đấy. Còn đây bên cạnh này sẽ là cổng xuất tín hiệu AV sang âm ly khác. Đấy. Còn cổng bên cạnh này chính là đường cắm điện thoại máy tính. Đấy. Đây là jack cài loa. Dòng này thì với cái dòng nhỏ này thì nó chỉ đánh với những cặp loa bass 10, 12 hoặc 14 thôi, với trở kháng 6 đến 16 ohm. Đấy. Đấy, các bác chỉ cần đấu loa vào thôi, to nhỏ volume ở đây là sẽ hát thôi. Ở đây sẽ tương đương như là một cái đầu giải mã cổng D Digital AUX. Đấy. Đây chữ Digital đây. Đấy. Và giá thanh lý 1 triệu không bao ship. Đấy. Kiểu dáng độc lạ. Đấy. Đây thì em đã lấy tín hiệu sang cái âm ly bên cạnh đây rồi. Đấy. Đấy. Giá 1 triệu không bao ship. Có mua hàng liên hệ cho em qua số điện thoại 0961 22555. Hàng chất được ra toàn quốc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.